chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu cho người anh em một dòng mixer bàn bản Mỹ, model nó là 1402 VL93, một thương hiệu đến từ Mackey ha. Mackey là một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ ha. Chuyên làm mixer thì anh em quá hiểu ha. Và hôm nay mình cũng được một em tương đối là đẹp, nó là đẹp tầm trên 80% ha. Thì những cái vết chày sơn hay là chóc xí đỉnh thì cũng theo thời gian thôi ha. Theo thời gian thì hàng xài rồi, hàng bãi mà nó phải cũ theo thời gian. Nhưng mà được cái nó còn đẹp, còn sáng tinh hơn. Chứ không đến nỗi nào mà tê tua smooth lắm hơn. Em quay góc cạnh từ ba bên bốn phía cho anh em xem thử độ đẹp của nó ha. Đấy. Một dòng này làm bán trên kênh rất nhiều rồi. Dòng này chỉ quay để cho anh em biết được rằng là hàng hóa nó đẹp hay là nó xấu và cái mức giá như thế nào để anh em lựa chọn thôi ha. Những cái cây hàng này quen quá rồi nên mình cũng không cần giới thiệu nhiều đâu không. Đấy. Thì dòng Mackey thì nổi tiếng là một cái nền nhạc của nó là cực chất, cực hay. Anh em nào đã dùng que rồi là hiểu liền. Mình bán hàng thì mình nói thật cho mình cũng không phải phô trương khích tán gì đâu. Cái con nào công năng như sao thì mình nói ra như vậy để cho anh em nắm bắt được nhu cầu. Có người thì họ thích nhạc lực thì họ cần mua cái dòng đúng. Còn cái người họ thích tiếng ca lực thì họ sẽ gặp cái dòng đỡ tiếng ca, họ mua đỡ cho họ thỏa mãn được cái niềm mơ ước ha. Chứ mình nói cho chọn anh em này nói xạo nữa ha. Thì Mackey thì mình khẳng định với anh em một điều là cái nền nhạc rất là hay. Cái này em tẩy fader sơ rồi thôi. Chỉnh nhẹ ba cái băng EQ low mic 2 thôi không, mà là chỉnh tới đâu là anh em phơ tới đó, cho nên mình nói là đúng sự thật. Anh em cứ tin ở mình, cái Mackey này cái nhạc cực hay, và đồng thời con này nó có hỗ trợ subgroup, hỗ trợ một cái subgroup để mình đánh control hoặc là mình đánh sub tùy ha, tùy theo dàn, và có hai đường ốc sen để mình ghép effect, hoặc là mình ghép một đường effect một đường giống như mình một đường mình đi đánh sub cũng được, nói chung sao cũng được, tùy mình công năng của mình ha. Con này thì có tổng cộng 14 line, 6 line mono bằng rack canon hoặc là rack 6 ly, và 1, 2, 3, 4, 4 line CT này là được 8 đường mono đấy, 4 line CT được 8 đường mono không. Và cái đời VLZ3 này nó chỉ đứng sau đời VLZ4 thôi nha người anh em. Hàng cực mới, model thì cực mới, và mạch thì chạy chip RM rất là mạnh. Đấy, chấm mic vô là nói phục phục, mình phải quên cầm cái mic cho anh em thử. Đấy. Nói chung con này thì giá em sẽ bán rẻ hơn những con trước, bởi vì con này là nó có vẻ là nó không mới bằng những con trước, mà những con trước thì đẹp hơn, mới hơn và còn thùng còn bọng, thì giá tầm 7 triệu 2 ha. Con này thì em bán với giá hôm nay em bán với giá 6,5 triệu cho anh em về trải nghiệm chơi. Đấy, một con Mackey 1402 VL3 với giá 6,500,000 đồng ha. Anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha, 0909043679, hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 176 Trần Phú, Du Truyền, Tiếp Phúc Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại.